Phong cảnh ở đây đẹp quá các bạn ơi. Hôm nay anh em tụi tôi vượt từ Sài Gòn về Bình Phước tới tận hơn 200 cây số lận, về để đi ăn đám cưới một người bạn ha. Rồi, đi qua chỗ này thấy đẹp quá, đang nhờ anh bạn xuống chụp hình dùm. À, đường xá này các bạn thấy đẹp không? Lên dốc xuống gần ha. Ồ, ôi tới chưa? Đã không? Rồi chụp cho anh một kiểu đi cưng. Rồi đợi em chút. Chụp cho anh một kiểu đi. Rồi, 3, 2, 1, chụp đi. Rồi, đỡ kiểu không? Hả? Đỡ kiểu không? Rồi, thử rồi. Coi anh đẹp trai chưa? Cho anh để như anh với bộ anh đang chụp hình như đó. Nếu không, để cái máy chụp hình lên. Như anh đang chụp cái gì đó, vậy em chụp lên anh, hiểu không? Ok, ok. Như để nha, anh đưa con mắt tới nha. Giống như anh đang chụp hình ha. Nhi quá là hùng vĩ. Đây đẹp ghê luôn chứ. Sao mặn. Đây như có suối nè ta ơi. Thấy không? Nè nước nó chảy nè. Đâu? À, có cái suối kìa. Suối hay kênh ở đây nè, nó chảy xuống đó nè. Ừ, sâu quá. Có cái suối kìa, sao? Sao? Quá hùng vĩ luôn. Cái lộn mà nó ban. Đúng quá nó ban kìa, ban thấy ghê luôn á.